Hôm nay là Tết nít nha anh em. Mít chép này phía trước, bát này mà sau này. Nào mình vuông này để lên nhạc xíu nha. Bát một lọc đây. Khóm hoa làm dấu thu, lối xóm mình còn kia, mà sao ta ấm cao su nha. Không hay à, tiếng không hay nha. Con này nó sản xuất tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha gì nha. Spanish nè. Mình test một con này thôi, tại con này giờ nó còn cái miếng giấy ở sau này. Lười vui quá. Nên chơi thì mình test hết đủ cặp cho. Nhìn đêm khuya vắng vẻ. Cái bát nó hơi nhiều quá nha anh em. Nhiều hơn so với lò đứt nha, nhiều không? Bát này lợp này. Được không? Hai chờ nhỏ mà. Gần gan là cỡ 10 17, 18 15. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển. Rồi, ok anh em nha. Rồi, lại xuống nha. Vào chuyện